Xin chào đón quý vị dân tộc thân mến và yêu quý của Nhật, yêu quý Nhật của tôi nha. Thêm một lần nữa với cái phần 2 của cái lời tiên tri tập 6. Thì hồi nãy nói hơi nhiều quá. Cho nên bây giờ phải làm một cái phần 2. Thì tiếp tục với cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các quý vị dân tộc của chúng ta và cũng như những vị ngoại tộc hoặc là bất cứ ai muốn có cái sự hiểu biết đúng không? Hoặc là muốn nghe. Thì cho những ai có tai thì hãy nghe, còn không thì thiếu gì những cái chuyện tội lỗi ở ngoài kia đúng không? Xin mời cứ tự nhiên. Mà thôi thì xin tiếp tục với cái lời tiên tri sẽ xảy ra trong tương lai. Thì trong những cái video qua thì tôi cũng có nói về cái phần này, nhưng mà lần này tôi cũng xin nhắc nhớ lại quý vị một lần nữa. Thì tiện dịp này thì tôi cũng sẵn nói luôn, đúng không? Dịp này thì tôi cũng muốn nói luôn và muốn chia sẻ với quý vị, đúng không? Thì về cái chuyện mà những vị 144.000 đàn ông sắc tộc, quý tộc, dân tộc hoặc là dòng máu của Do Thái của chúng ta sẽ không có trách được đâu ạ. Vì các vị đó và các vị ấy đã được đóng dấu bởi dạng he Chúa Cha của chúng ta mà đang ở trên thiên đàng. Thì cái phần đó thì tôi cũng có mấy cái bằng chứng mà quý vị có thể tự mình đọc, vì trước kia thì tôi cũng đã nêu ra rồi. Để tôi nhanh tìm một cái ví dụ này. Trong quyển sách Khải Huyền này, chương 15 đoạn 1 này. Thì quý vị đọc cái đoạn đó. Rồi thêm một cái đoạn nữa về cái chuyện đó thì Khải Huyền 7 này, chương 3 đến 4 này thì cũng nói về những vị 144.000 đàn ông quý tộc và sắc tộc của Do Thái, hoặc là 12 nhóm của quý tộc của Do Thái của chúng ta, đúng không? Thì thêm một cái bằng chứng nữa này trong cái đoạn Khải Huyền chương 14 này, đoạn 1 này. Thì ngài cũng có nói về về cái điều đó. Thì những vị đó là đã được báp têm, đã được đóng dấu, đã được nói chung là đã có được những cái lời tiên tri của ngài, cái sự thật của Chúa Cha, không? Nói chung là đầy đủ hết luôn. Cái lời tiên tri, cái sự thật, cái đạo lý, cái luật lệ, được báp têm rồi, nói chung là tất cả những cái điều đó, không? Thì cái gì nữa ta? Tôi có thiếu cái gì nữa không? Thì nói chung là lời tiên tri, sự thật này, đạo lý này, báp têm này, đóng dấu này, như là tôi thiếu một cái này. À thôi thì quý vị hiểu rồi đó. Thì đó là một cái ví dụ là những cái bằng chứng hoặc cái đoạn trong Kinh Thánh, trong quyển sách Khải Huyền. Ôi, tôi mệt quá, nói chuyện cũng không ra, thông cảm nha.
Với lại thì sẵn nhân dịp luôn thì tôi cũng chia sẻ là sau này thì những vị mà giảng đạo hoặc giảng cái sự thật á, sẽ bị kiếm chuyện bởi những cái nó sẽ là những cái sức mạnh mà nó sợ ở trên cao, phải không phải là thân xác máu thịt, phải không? Thì nói chung là sau này sẽ có nhiều chính phủ của thế giới sẽ kiếm chuyện với những vị mà thực sự giảng dạy cái sự thật, đúng cái sự thật của Chúa Cha, đúng cái đạo lý của Chúa Cha, đúng đúng cái tin mừng của Ngài. Nói chung là những cái lời lẽ luật lệ, cái đạo lý, cái tiêu chuẩn, rồi trình độ vân vân của Chúa Cha thì sau này sẽ bị kiếm chuyện, không? Thì đó là những cái điều mà những vị như tôi phải sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng phải chết đi vì Chúa Cha của chúng ta, phải thì đó là cái điều mà những vị như tôi phải sẵn sàng đón nhận, vì khi mà chúng ta đại diện cho Chúa Cha của chúng ta thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều cái sự đau khổ, thiệt thòi, trở ngại này kia vân vân. Thì cũng không khác gì những gì mà con trai của Ngài là Giáng Chris He từng đành phải trải qua trong quá khứ tầm 1.750 năm về trước, đúng không? Thì tôi và những vị mà thực sự đại diện hoặc là thay mặt cho Chúa Cha hoặc là cho cái đạo lý con trai của Ngài thì hoặc là cái tin mừng và cái sự thật của con trai của Ngài thì điều đó là dĩ nhiên rồi. Thì thế giới này rất là ghét những cái nói chung là cái thế giới này nó rất là ghét cái sự thật của Chúa Cha của chúng ta, biết không? Cho nên sự thật nó là như vậy đó nhá. Thì trong quyển sách Khải Huyền 10 chương 12 đoạn 17 đó thì quý vị có thể tự đọc cái phần đó, phải không? Thì đó là những cái ví dụ mà hoặc là những cái bằng chứng về về 144.000 đàn ông dân tộc Do Thái sau này sẽ được đóng dấu rồi rồi sau đó thì những vị đó sẽ là những vị được chọn. Rồi có thể đứng bên cạnh vua của chúng ta là dạng Chris He, là Chúa Chris He, không? Chúa Chris của chúng ta, phải không? Đứng trong cái núi gì đó, núi Zion gì đó, đúng không? Sau này thì những vị đó là được 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 chọn, đúng không? Thì nói chung là sau khi những vị đó được đóng dấu xong rồi thì mọi chuyện sẽ được phép xét xử, không? Nên là tất cả mọi thứ bị xét xử, bị xử, không? Là những cái sự hình phạt sẽ tới, không? Thì có nghĩa là thiên thần, các vị thiên thần được phép hủy hoại những cái thứ này thứ nọ, không? Thì lý do mà những cái chuyện đó chưa xảy ra là tại vì những vị 144.000 đàn ông quý tộc của Do Thái, chuẩn 12 nhóm của Do Thái, 12 sắc tộc của Do Thái chưa có được đóng dấu hết, cho nên quý vị mới chưa có thấy chiến tranh xảy ra, chưa có thấy những cái chuyện này chuyện nọ xảy ra, không? Sau khi mà những vị đó mà
đã được đóng dấu xong rồi á, thì có nghĩa là mọi chuyện xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ nhất sẽ tới trong cái thế giới này. Thì cho những ai, những vị nào mà thực sự theo cái nhà thờ của ngài và cái đạo lý của ngài, cái sự thật của ngài, cái luật lệ của ngài và cái lệnh của ngài, không à, thì mới có thể sống sót được, mới có thể được bảo vệ, không? Còn những ai mà không có đón nhận cái tin mừng của ngài, cái đạo lý của ngài, cái sự thật của ngài và cái lệnh của ngài, hoặc là một cách khác là cái luật lệ của ngài, thì những vị đó sẽ bị có chuyện, bị tiêu diệt, và có những cái sự chết chóc qua những chiến tranh, rồi qua những cái chuyện bạo lực này nọ, rồi nói chung là người ta nói là cái thiên thần chết, đúng không? Thực ra thiên thần chết là ông ma quỷ đó, đúng là Satan đó, đúng không? Thì đó là một cái tên khác của ông ta, đúng không? Vì ông ta chỉ có quyền được giết hại những vị nào mà không tin tưởng dạng he, không là không có cái đạo lý, không có cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ của Chúa Cha, hoặc là cái bằng cấp của Chúa Cha trong lòng của họ, thì những vị đó, thì ông ma quỷ sẽ rước hết những cái linh hồn của họ về địa ngục đó, vì những cái tội lỗi của họ, rồi những cái điều mà họ không có ăn năn hối lỗi hoặc là hối cải đó, trong lúc thời gian tốt bụng được, mà trong lúc cái thời gian tốt bụng mà họ có, mà không có họ họ không có chịu ăn năn hối lỗi, rồi rồi bỏ hết những cái chuyện tội lỗi, rồi hoặc là những cái điều tội lỗi, rồi ăn năn hối lỗi, bắp tem, rồi xong tử tế lại, rồi tuyệt đối đừng có lặp lại cái tội lỗi, không, đặc biệt là cái tội, không. Vậy thôi, tôi nói như vậy không phải là có ý dọa ai đâu, thì tôi chỉ nói theo những gì nó đã được ghi ra thôi, trong quyển sách Khải Huyền thôi, và những cái quyển sách mà những vị tiên tri trước kia đã nói rồi, giả sử như Isaiah rồi. Và nói chung là những quyển sách về về tiên tri á. Mà thôi thì còn một một điểm nữa về cái chuyện đó tôi chưa có nói, thì trong một số vị đàn ông Do Thái đó, là 144.000 đàn ông Do Thái đó, là quý tộc của Do Thái đó, thì lý do tại sao nó là 144.000, không? Thì mỗi sắc tộc của Do Thái là 12.000, không? Thì một mỗi nhóm của quý tộc của Do Thái thì là 12.000 vị đàn ông như vậy, không? Thì quý vị nhân 12 nhân 10 thì là 12.000 nhân cho 12 thì là 144.000, không? Thì nó chỉ như vậy thôi, không? Thì sau này sẽ có 12.000 vị đàn ông sắc tộc hoặc quý tộc Do Thái của chúng tôi trong cái nhóm
À, của những vị dân tộc của chúng tôi đúng không? Là 12.000 vị đàn ông đó. Rồi trong những cái nhóm khác nữa thì là 12.000 vị 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 đó nữa đúng không? Thì tổng cộng là 144.000 vị đàn ông đó đúng không? Thì đó là cái lý do tại sao quý vị có cái con số đó đúng không? Trong cái quyển sách Khải Huyền đó đúng không? Thì tất nhiên những vị người kia vô ý thức thì họ có thể nói này nọ này kia, những cái chuyện tào lao, những cái triết lý bệnh hoạn điên khùng tội lỗi vân vân, thì thiếu gì. Nhưng mà cái điểm này thì chưa chắc thì quý vị đã nghe qua chưa đúng không? Thì hơn nữa thì quý vị tin tin những gì tôi nói hay không thì tùy quý vị thôi. Thì những gì tôi nói đâu có phải rằng đó có phải là ý kiến riêng của tôi đâu, thì những gì tôi nói là đều dựa vào cái quyển sách kinh thánh của chúng ta mà, đâu phải là tôi chế tạo những cái điều này đâu đúng không? Mà thôi thì tiếp theo với cái điều sau đây á, thì có lẽ là khi tôi nói như thế này thì nhiều vị ngoài kia có thể là tự ái hoặc là này nọ nói tôi này kia không, nhưng mà cái những cái điều này nó đã được đang được thực hiện đó và sẽ tiếp tục thực hiện đó đúng không? Thì bọn họ cũng đã hành động rồi, thì tôi cũng đã thấy hết cái hành động của bọn họ rồi biết không, chỉ là nhiều số quý vị không có để ý thôi, tại nhiều số quý vị còn say mê với những cái điều tội lỗi luôn, giả sử như là ngu ngốc, bệnh hoạn, điên khùng, tào lao, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ luôn. Thì nói chung những cái điều mà tội lỗi đấy, đúng không? Thì nó khiến nhiều số quý vị ngoài kia vẫn còn say mê, chưa có tỉnh táo, rồi chưa có ngủ dậy về cái sự thực tế của cuộc đời này đúng không? Của cái thế giới này. Nhưng mà sắp tới thì nhiều số quý vị sẽ bị đánh thức một cách rất cực kỳ thô lỗ luôn, thì lúc đó quý vị mới sẽ nhận ra rằng là những gì tôi nói đều là sự thật, đúng theo sự thật nhé. Mà thôi thì tôi sẽ là một vị đàn ông vô tội với quý vị và những vị ngoài kia, vì tôi cũng đã nói trước với quý vị rồi đúng không? Vì tôi cũng đã làm trọn vẹn trách nhiệm của tôi là cảnh cáo quý vị, rồi nhắc nhở quý vị, rồi khuyên quý vị trở về lại với Chúa Cha, rồi nói chung là những cái ý tốt nhất mà quý vị có thể nghĩ ra được đúng không? Thì tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, với cái vị trí là một vị đàn ông bình dân bình thường như quý vị đúng không? Thì chỉ như vậy thôi. Thì nói chung là khi mà tôi đã làm những cái chuyện này xong rồi thì cái lương tâm của tôi thì nó thoải mái và nó trong sạch và tôi có thể ngủ ngon được đúng không? Tại vì tôi đã chia sẻ rồi, tôi đã làm những gì mà tôi có thể làm được với cái khả năng của tôi đúng không? Nói chung thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, đang cố gắng và vẫn sẽ tiếp tục cố gắng cho tới cùng đúng không? Mà thôi thì quay với cái điều đó đó, thì từ trước đến giờ thì cái nhà thờ Công giáo chưa bao giờ ép hoặc nhà thờ nào phải thờ phụng dạng hè là Chúa Cha của chúng ta, hoặc dạng Christ hè vào ngày Chủ nhật đúng không? Vào ngày Chủ nhật hết đó đúng không? Và bọn họ đã luôn luôn cho quý vị một cái sự lựa chọn phải không?
Nghĩa là trong quá khứ họ đâu có ép quý vị phải thờ phụng Chúa Cha không? Và ca ngợi tôn vinh Chúa Cha vào ngày Chúa Nhật không? Trước kia và vẫn còn là bây giờ thì cái bọn Công giáo chưa bao giờ, theo Công giáo chưa bao giờ ép quý vị nha là phải thờ phượng, là tôn vinh ca ngợi giảng hè vào ngày đó hết đó, chưa bao giờ ép quý vị, chỉ là họ cho quý vị có cái sự lựa chọn, đúng không? Như là cái câu chuyện về về cái vườn Eden á, đúng cái lúc mà tổ tiên của chúng ta được được có mặt tại cái vườn Eden đúng không? Thì nói chung là cái thiên đàng của đàn ông không, và đàn bà không, thì đàn ông và vợ của đàn ông đúng không, thì là bà mẹ của chúng ta đúng không, là Y đúng không, là quý vị nó là Eva đúng không. Thì lúc đó ở đó thì nó có cây cái, ở đó thì nó có những cái cây của cuộc sống không, thì nó cũng có một cái cây đó tuyệt đối cấm không, không được đụng tới hoặc không được ăn, nhưng đó là cái cây của ông ma quỷ đúng không. Thì đó là lý do tại sao Ngài mới nói là đừng có đụng tới cái cây đó, tại vì cái cây đó là không phải là cái cây mà cái cây của Chúa Cha của chúng ta, mà cái cây của ma quỷ, hiểu không? Trồng vào đó để mà cám dỗ, đúng không? Tổ tiên như là cám dỗ tổ tiên của chúng ta, là cha mẹ của chúng ta đúng không? Thì đó là lý do tại sao cái cây đó nó được có mặt ở đó không? Với lại nó có thể chứng minh là Chúa của chúng ta cho chúng ta có cái sự có cái quyền tự quyết định không? Nghĩa là chúng ta có cái gọi là cái sự tự quyết định, không phải là hạn chế không? Nghĩa là do chúng ta có cái tất cả quyền lực để mà có thể tự quyết định được với cái tương lai của mình, không? Cuộc sống của mình, không? Thì đó là lý do tại sao cái điều đó được cho phép, không? Trong cái vườn đó, không? Thì Ngài đã nói với cha mẹ của chúng ta là ông Adam và bà Eva, đúng không? Thì những cái cây khác thì các con có thể ăn được, nhưng mà tuyệt đối đừng có bao giờ ăn cái cây đó, đừng có đụng tới cái cây đó thôi. Thì đó là một cái lệnh mà Ngài đã đưa ra cho cha mẹ của chúng ta, là tổ tiên của chúng ta, là ông Adam và bà Eva, đúng không? Thì họ cho cái sự lựa chọn, thì họ chỉ ông ma quỷ ông chỉ cho có chỉ là như là không có, kiểu là không có quyền ép quý vị không, thì ông chỉ là được phép cho quý vị cái sự lựa chọn thôi, hiểu không? Ngoài ra ông không có quyền gì đấy, chỉ là quý vị tưởng tượng gì thôi, nhưng mà ông không có ép. Giả sử như cái câu chuyện của bà mẹ của chúng ta, ông đâu có ép bà mẹ chúng ta phải ăn cái trái cây đó, thì ông ta chỉ nói những gì mà đúng như như Chúa Cha của chúng ta đã nhắc nhở chúng ta, đã nói, đã dặn chúng ta, đã đưa lệnh cho chúng ta tuyệt đối đừng có ăn, đúng không? Thì như ông ma quỷ đã nói với bà mẹ của chúng ta, thì khi mà cô ăn cái trái cây này thì cô sẽ trở thành, hiểu không, có kiến thức này nọ không, rồi cô sẽ nhận ra mình là giống như Chúa không, này nọ không. Nên thì bà mẹ của chúng ta mới nói cái cây này Chúa đã cấm không được ăn, đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì ông ma quỷ đã dụ dỗ bà mẹ của chúng ta không, rồi cuối cùng bà ta đã à,
phản bội cái lời nhắc nhở của Chúa Cha đúng không? Chống đối lại cái lời, cái lệnh của Chúa Cha phải không? Rồi cuối cùng thì ăn, ăn xong rồi mời cha của chúng ta tham gia đúng không? Giờ quý vị thấy chưa? Đó. Thì mà thôi, tôi phải tiếp tục với cái điều này để mà không mất thời gian nữa. Đó, thì quý vị đã thấy chưa? Thì như tôi nói là, như tôi đã nói là bọn họ đã luôn luôn cho quý vị một cái sự lựa chọn đúng không? Cho nên đừng có trách bọn họ vì cái sự vô ý thức của chúng ta và của quý vị phải không? Thì cũng vì cái sự lười biếng để học hỏi những cái luật lệ hoặc những cái lệnh, cái tiêu chuẩn, cái đạo lý và cái trình độ và cái bằng cấp của Chúa Cha phải không? Là trong cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta đó, thì cũng như tôi cũng đang chia sẻ với quý vị này. Tuy nhiên, trong tương lai thì quý vị sẽ bị ép buộc phải thờ phụng và ca ngợi tôn vinh đúng không? Tôn vinh chúa ma quỷ của bọn họ đúng không? Như là không phải là dân he, không phải là chúa cha của chúng ta đâu, hoặc là dân Christ he đâu, không phải. Chỉ vào ngày chủ nhật thôi, nghĩa là sau này họ chỉ ép tất cả những vị ngoài kia hoặc là cả thế giới phải tôn vinh ca ngợi thờ phụng Chúa của bọn họ vào ngày chủ nhật thôi. Nghĩa là Chúa đó thì tuyệt đối không phải là Chúa của chúng ta đâu nha. Cái đó là Chúa của ma quỷ gì đó. Thì cả ông ma quỷ đó. Thì kết thúc, hãy thức dậy đi quý vị, hãy tỉnh táo đi, hãy ngủ dậy đi. Vì cái chuyện này đã diễn ra, đang diễn ra và vẫn tiếp tục sẽ diễn ra, đúng không? À thì thêm một cái điều này thì tôi xin dành cho những vị vị kinh đó, là, hoặc là những con cái của Japheth hoặc Japheth. Thì những vị đó là ai? Đúng không? Bây giờ thì những con cái của Tào, Hàn, Nhoan là kinh đó, Nhật này, Triều Tiên này, Đài Loan vân vân, đúng không? Thì họ là những con cái của Japheth và Japheth đúng không? Thì đây là cái điều mà tôi xin nhắc nhở đặc biệt là các vị người kinh, vì vì các vị là hiện tại bây giờ đang cai trị cái đất nước không, và đang đang cai trị cái đất nước Việt Nam của chúng ta không, nên cái điều này quý vị cần phải hiểu rõ ràng biết không. Thì có một điều này á, mà bọn phương Tây vẫn chưa có nói cho các con cái của giáo phái là quý vị đó, Tào, Hàn, Nhoan, Nhật, là sắp tới thì tất cả các quý vị 12 sắc tộc quý tộc Do Thái của chúng ta, của chúng tôi ấy, sẽ thức dậy và tỉnh táo lại từ những cái giấc ngủ của mình đó ạ. Họ sẽ nhận ra mình thật sự là ai, cái danh tính của mình là gì, đúng không? Vân vân. Và khi mà họ đã thức dậy thì quý vị hãy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ha? Cho nên hãy làm ơn bắt đầu nói ra sự thật với họ đi, là với những vị quý tộc và sắc tộc và dân tộc Do Thái của chúng tôi, các quý vị sắc tộc Do Thái của chúng tôi đang sống trong đất nước Việt Nam đó, đúng không? Thì quý vị hãy bắt đầu nói sự thật với họ đi, và cái danh tính thật sự của họ là gì hoặc là ai, thì như vậy rồi sẽ tốt hơn cho quý vị nhiều, đúng không? Kết thúc là quý vị nên tin tôi đi nha, các vị kinh hay là những các con cái của vị ông Gia Phật đúng không? Hoặc Cha Phật đúng không? Với lại
với lại các vị kinh đừng có ở đó mà kiêu ngạo, vì vì chỉ bởi cái lúc cái lực lượng quân đội của các vị này nọ phong hay là vân vân, nhưng thật ra thì các vị vẫn chưa có hiểu rõ rằng cái trò chơi của bọn phương Tây, hoặc là đặc biệt hơn là những con cái của ông ý sao không? Ông ý sao không? Rồi đó à. Vì bọn họ cực kỳ black, cực kỳ lừa đảo không? Gian dối, giả dối và lừa đảo không? Lâm đó các vị và cái trình độ lừa đảo của các vị sẽ không bao giờ hơn bọn họ đâu à. Và hãy làm ơn tin tôi đi, vì chỉ có một cách để đối phó với bọn họ là qua cái sự tốt đẹp, trung thành, ngay thẳng, yêu thương và biết sợ đến Chúa Do Thái của chúng tôi, hoặc là chúng ta không? Là Chúa Do Thái của chúng tôi, các quý vị Do Thái của chúng tôi không? Cho nên hãy hãy cứ để Chúa Cha của chúng tôi sẽ dạy cho bọn họ một bài học rất hoàn hảo nhất, thì các vị chỉ cần tin tưởng ngài mà thôi, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn nói với quý vị, thì đặc biệt là cái phần đó đó là tôi xin nhắc nhở các vị người kinh các vị kinh, xin lỗi nha. Thì đó là cái điểm mà bọn họ sẽ không có nói cho các vị hiểu hiểu rõ đâu. Cho nên các vị kinh, dân tộc kinh, đừng để bọn họ lừa các vị, hoặc là nói chung là các con cái của Gia Phật và Cha Phật mong Tạo, Hàn, Nhoan, là Kinh, Nhật, Triều Tiên, Đài Loan, vân vân, đừng để bị lừa, đừng có mà kiêu ngạo, đúng không? Vì tôi nói cho ví dụ cho quý vị có thể tưởng tượng được này, là sau này các quý vị 12 sắc tộc của Do Thái, quý tộc của Do Thái hoặc 12 nhóm của Do Thái sẽ thức dậy không, là tỉnh táo lại và ngủ dậy và nhận ra mình là ai, phải không? Là tôi nói ví dụ này, dân số của họ chỉ một ví dụ nào, thì Việt Nam là bao nhiêu, là 100 triệu vuông này, tôi nói cho quý vị này, riêng Philippines á, Philippines á, Philippines là 115 triệu sơ qua thôi, hơn nó hơn đó. Thì Indonesia là 275 triệu, rồi Mã Lai này 32.7 triệu này, Campuchia là 17 triệu này, Thái Lan là 70 triệu này, Myanmar là 55 triệu này, nghĩa là hơn là còn Lào này 7.4 triệu này, và những các cái hòn đảo xung quanh Úc này, Tân Tây Lan này, và những cái nơi khác nữa, phải không? Ví dụ là trong dòng máu của Judah là ở bên Mỹ đó, những vị da đen, quý vị nói là da đen hoặc là Mỹ đen đó, phải không? Thực ra họ là trong dòng máu của chúng tôi đó, đúng không? Họ những vị đó là vị anh của chúng tôi đó, là anh trai của chúng tôi, là sau này những vị đó là ngày là được, là những vị đó là những vị mà Chúa Cha của chúng ta mà ngài đã chọn trong trong 12 quý tộc của sắc tộc của Do Thái, là quý tộc đó là được chọn đó, sắc tộc đó được chọn, nó là cái nhóm đó đó, trong 12 nhóm đó, thì đã được chọn đó, là sau này cai trị thế giới này rồi thế giới mới, thiên đàng mới này, nó sau này mãi mãi đó, đúng không? Trong cái thế giới mới, đúng không? Vì sao ông ý sao ông ý sao thì là nghĩa là sau khi cái bọn phương Tây không, thì là những vị đó là sẽ cai trị cái thế giới này, không?
sau khi các bọn phương Tây là quý vị nói là phương Tây là quý vị nói là da trắng đó. Nhưng mà trong tiếng Anh nó gọi là Caucasian, hiểu không? Đó. Là cái tên đúng nghĩa của họ, đúng không? Sau khi tại cái thế giới của bọn phương Tây ấy, sắp hết rồi, thì sau đó thì là cái thế giới mà chúng tôi sẽ cai trị đó, 1.000 năm đó, phải không? Trong cái thế giới này, sau khi vua của chúng tôi là Chúa Chris đó, là dạng Chris He đó, sau khi ngài trở lại đây là chúng tôi cai trị đó, là anh của chúng tôi là những quý vị nói là Mỹ đen đó, không? Thì Úc Đen là anh cả của chúng tôi đó, và những cái hòn đảo này nọ vân vân này cũng là những vị mà sẽ làm thánh lễ cho chúa của chúng tôi đó, đúng không? Vậy đó.